It really is a perfect day for football here in Amsterdam at the Johan Cruyff Arena. Derek Ray here on the commentary box, joined as always by former Arsenal and England fullback Lee Dixon. And getting ready for what should be potentially các bạn đã đến với trận đấu vòng bảng cúp C1 giả lập giữa hai đội Ajax Amsterdam và đội Beşiktaş của Thổ Nhĩ Kỳ. Này, đây là cái game FIFA 21. Hôm nay thì đội Ajax Amsterdam trong đội trang phục áo đỏ trắng và đội Beşiktaş Thổ Nhĩ Kỳ trong trang phục sọc trắng đen. Và thành phần của đội Ajax gồm có thủ môn Selenbos, hậu vệ Rafigo Martinez, Timber, Res, trung vệ Larsen, Vember, Alvarez, tiền đạo Tadic, Haller, Anthony. Và đây là thành phần của đội Beşiktaş, có thủ môn Tangulu, hậu vệ Salaka, Vida, Montero, trung vệ Uso, tiền đạo Larin, Salis, Shinson và tiền vệ Barada. Như vậy là các cầu thủ đội Ajax Amsterdam là người giao bóng trước trong trang phục áo đỏ trắng bảo vệ cầu môn bên cánh trái ở hiệp 1. Và đội Beşiktaş là những người bảo vệ cầu môn bên cánh phải. Rens, Timber, Martinez. Alvarez. Rất thoáng Anthony, tốc độ của Anthony. Wow, thưa các bạn, không thể tin được. Anthony, một cầu thủ trẻ có tốc độ như tên bắn. Chỉ mới 1 phút đầu tiên thôi thì Anthony đã có bàn thắng đầu tiên cho mình. Deception to get past the defender, and he composes himself, coolly slides it past a lonely keeper who will be asking questions about where his back. Hậu vệ bên phía đội Beşiktaş đã không theo kịp. Như vậy là trận đấu lại được tiếp tục. Chỉ mới 5 phút đầu tiên của hiệp 1, Ajax đã vượt lên dẫn trước 1-0 do công của Anthony, một tiền vệ chạy cánh. Timber, có vẻ như Ajax đã làm chủ được thế trận của mình. Klassen. Rất tiếc không được. Van Bus đã đi qua được hai hậu vệ nhưng chốt chặn cuối cùng anh đã để mất bóng. Bây giờ thì đội Beşiktaş đang tổ chức phản công. Cú dứt điểm là rất căng nhưng đã đập vào chân của hậu vệ đội Ajax. Rất hay. Tuyệt vời. Hello. Sút. Không được. Heller đã bị theo kèm quá sát bởi số 2. Tí xíu nữa thôi là Ajax sẽ có bàn thắng thứ hai cho mình ở hiệp 1 này. Và bây giờ thì Ajax được hưởng quả phạt góc bên phía cánh phải. And now the delivery. Not the result from the set piece they were looking for. Lisandro Martinez. Alvarez. Rất hay. Wow.
Như vậy là có bàn thắng thứ hai chỉ sau 15 phút. Một pha nhả về tuyến 2 và cú đánh đầu như đặt của số 22 bên phía đội Ajax Amsterdam. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng rất đẹp mắt. Cú đánh đầu quá hiểm hóc, không cho thủ môn đội Bekita một cơ hội cản phá. Haller là người đã có công nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 16. Rất nguy hiểm. Các cầu thủ bên phía Bakita chơi quá nghiệp dư. Chỉ mới giao bóng thôi đã để bị mất bóng vào tay của các cầu thủ Ajax Amsterdam rồi. Và lại một pha mở biên nữa rồi. Vô. Vâng, thưa các bạn, như vậy là có 3 cái 3-0 chỉ sau 3 phút. Lần này người lập công là số, lại là số 22. Well, look at it again. I do question the defenders, but let's give credit to him. What a wonderful solo effort, and he still has the presence of mind to finish it off. What a brilliant solo goal. Không thể tin được. Is this going to be a thrashing? 3-0 now. Trận đấu lại được tiếp tục. Najib Uysal, Atiba Hutchinson. Với thế trận như thế này, có thể là Ajax sẽ có cho mình tới 10 bàn thắng sau khi kết thúc 90 phút thi đấu của hiệp thi đấu. Việc vị không? Rất tốt. Can they get in behind them? Không được. Không vào thưa các bạn. Như vậy là có bàn thắng tình huống việt vị rồi. Thật là đáng tiếc. Rất hay. Như vậy là các bạn thắng rút ngắn cách biệt cho đội Bekita rồi. Một pha dâng lên không cần thiết của các hậu vệ bên phía đội Ajax Amsterdam. Người lập công là số 14. Well, let's see that again. Once he gets into his stride, he just strolls past players. What a lovely solo, wonderful effort this is. Well, let's take another look at that goal, shall we? No shortage of goals in this match. 3-1. Sebastian Haller. Mất bóng rồi. Valentin Rozier. Các cầu thủ Bekita đang tổ chức triển khai tấn công nhanh. Montero. And Uysal has it. Shot attempted. Liên tiếp là hai cú đá bồi. Nhưng cú đá cuối cùng của số 22 Zalit đã bay lên trời. Tim
bơi. The hosts have really controlled possession and all of their team are enjoying this performance. That's why they're winning and that's why they're one of the best teams. Dusan Tadic might be able to get in behind the defense. Well, it's a poor tackle. Không được một đường kéo bóng bổng vào để thực hiện ý đồ đánh đầu, nhưng bóng nó đi sát vào thủ môn đội Bakita. Sebastian Allaire couldn't keep it. Trận đấu đã bước vào phút thứ 38 của hiệp thi đấu thứ nhất và tỷ số trên sân là 3-1. Không được. Và xử lý vụng về của hậu vệ Isaac Anstatter. Valentin Rozier. They do pass the ball with authority. Tí nữa thôi là sẽ có bàn thắng, rút ngắn cách biệt xuống còn 3-2 rồi. Well, you sense that had to go in, Derek, if they're going to turn this around. They simply haven't been at the races today. Trận đấu bước vào phút thứ 42 của hiệp thi đấu thứ nhất và tỷ số trên sân là 3-1. Tuyến giữa của Isaac Anstatter đã bắt đầu chơi thiếu tập trung. Sebastian Allaire breaking at pace. Không được. Salasen đã để mất bóng rồi. Vâng, như vậy là có bàn thắng thứ hai cho đội Bakita rồi. Một sự chủ quan không cần thiết. Bàn thắng được ghi ở phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Như vậy là tỷ số chỉ còn một bàn cách biệt mong manh. Well, we see it again here, and the pace and accuracy of this passing is a dream. And then the sheer power of the strike, really impressive. It's a thunderbolt. Pha xử lý bóng rất là nhanh và thông minh của số 22 bên phía đội Bakita. Vâng, như vậy trọng tài đã thổi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1 và tỷ số trên sân là 3-2. Tạm nghiêng về đội Isaac Anstatter. Well, I've got a word for that first half performance. Spectacular. He was absolutely brilliant. He's got his two goals. Let's see what he's got to offer in the second half. And the match begins. Well, the defending needed to be a bit more switched on than that. A truly magnificent start. An early goal in the game. Just what they were hoping to produce. What a vital intervention. He has time to play it over. Oh, big chance. There it is. Two to the good now, and that gives them a buffer. It might be. Surely they can't let this slip now.
Really fine in it. And he's made headway. And this time it's in. Fabulous goal. And just look at the celebrations. Aboubakar could pull one back here. But no! What a glorious opportunity squandered to get back into this. Well, you sense that had to go in, don't you? Jajic. It's got to be. Oh, and it goes! Another goal! And I'll tell you what, the impossible is becoming... Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa hai đội Ajax Amsterdam và đội Beşiktaş. Ở hiệp 2 này thì Amsterdam là những người trong trang phục áo đỏ, sọc trắng, bảo vệ cầu môn bên phải. Và Beşiktaş là người rất nguy hiểm. Như vậy là chỉ vài phút đầu của hiệp 1 thì Beşiktaş đã có bàn thắng quân bình cách biệt 3 đều. Số 14 với cái thể lực quá sung mãn đã cho thấy được sức mạnh của mình và có công lớn để sang bàn cách biệt. Aboubakar là người đã lập công. Có vẻ như mình cần phải thay đổi vài vị trí ở bên phía Ajax Amsterdam. Không có một cầu thủ nào nổi bật cả. Alvarez chơi khá mờ nhạt. Như vậy là Ajax Amsterdam có tới 2 sự thay đổi người liên tiếp. Mazraoui, Neres và Mazuro vào thay. Mất bóng rồi. And a throw in it's going to be. Không có việc vậy. He cuts it back. Chance maybe. Không được. Một pha căng ngang. Giờ dứt điểm nhưng bóng đã đập vào thủng tay thủ môn. Trận đấu bây giờ đã trở về vạch xuất phát ban đầu. Nếu như ngày hôm nay Beşiktaş thắng thì đó là một trận đấu lịch sử với một pha lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 3-0. Đánh đầu không được. Trận đấu đã bắt đầu được đẩy lên tốc độ rất là cao. Không có để hết đường biên. Các cầu thủ Beşiktaş đang lên tinh thần rất cao. Họ liên tục áp sát và tổ chức phản công nhanh.
Vì vậy là bên phía Baketa đã có sự thay đổi người đầu tiên, số 14. Người Hùng đã có công sang bằng cách biệt 3 đều rời sân. Thay vào đó là Tosu, số 29. Played into the center of the box. Well, not cleared away completely. And an effective clearance. Rất hay, Isaac tổ chức phản công nhanh. And 30 minutes left for play in this match. Rất hay, tuyệt vời. Nhanh nào. Chances on. Takes it on. Không vào. Thật là đáng tiếc. Nhưng mà xem lại nè. Cái chân ma thuật của thủ môn bên phía Baketa đã cản phá thành công cú sút trực diện. Thì bây giờ là số 10 đang đứng trước bóng. And firing it into the area. Well, punch happy the keeper. Lisandro Martinez. Well, sitting deep like this might be a dangerous game. David Neres. Pitago. Aler. Rất hay. Well, that looked to be quite dangerous, but just a trọng tài đã căng còi báo việt vị. Thật là đáng tiếc. Như vậy là có sự thay đổi người thứ hai. Số 20 bên phía Baketa rời sân vào thay là số 10. Trận đấu đã bước vào phút thứ 65 và tỷ số trên sân hiện giờ là 3 đều. Lại một pha di chuyển sai vị trí bên các hậu vệ bên phía Ajax. Mazraoui. Phạm lỗi. And the referee takes exception to the challenge, free kick. Klassen. Không được. He's had to go for it. Wins the ball. And breaking at pace with Menis. Với một khởi đầu tuyệt vời của Ajax, họ lại để Baketa quăng bằng cách biệt với một tỷ số rất là đậm. Mazraoui. Rất hay. Phản công nhanh. Phạm lỗi rồi. Không biết là có chiếc thẻ vàng nào được rút ra không. Oza Cup số 10 vừa vào sân đã bị thổi một chiếc thẻ vàng. Martinez. Possession tells you everything. Nothing really to split the two teams up. You have to say it's been an enthralling encounter up to now. Both teams playing some. Rất hay. Vâng, như vậy là có bàn thắng. Nâng cách biệt lên một bàn cho Ajax Amsterdam. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 74. Tỷ số bây giờ là 4-3. Và đá phạt nhanh và một đường chuyền như đặt cho số 6. Không có dứt điểm không mạnh nhưng rất hiểm. Bóng đi xà và đánh lừa được hướng bay của thủ môn, đi nhẹ nhàng vào lưới. David Kassen, người đã lập công ở phút thứ 75. Cạnh khán đài các cổ động viên Ajax Amsterdam đang rất cuồng nhiệt. Như vậy là có sự thay đổi người tiếp theo bên phía Baketa. Thêm hai rời sân. What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? 15 minutes remaining. Vào thay là Mesan, số 43. Well read to win possession back. And do they mean business on this occasion? Rất hay. Việt vị. Trọng tài đã căng còi báo việt vị rồi. Một pha đảo người như đặt cho số 7.
Dương Anh đã di chuyển quá nhanh. Sakala. Sakala. It's with Mensah. Cenk Tosun. Atiba Hutchinson. Tackling and winning the ball to Rất hay. Sakalen. Well, carry on doing their jobs. They should be fine in this Hello. Game. Cơ hội. Oh, big chance. Vâng, như vậy là có bàn thắng thứ 5 cho Ajax Amsterdam. Hai bàn cách biệt. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 82. Chỉ sau 7 phút. Well, let's look at this again. Magical football on the break. Surprise is the key and he had choices of what type of finish to apply. And bang, he goes for the smash. Lovely goal. Scoreline we see all that often. 5-3. Trận đấu là được tiếp tục. Chỉ còn 6 phút nữa thôi thì hiệp 2 của trận đấu này sẽ khép lại. Atiba Hutchinson. Montero. Tỷ số trên sân là 5-3. Uzyakup. Able to close down the shot. Một pha chèn người rất hợp lý của hậu vệ bên phía Ajax Amsterdam. Chính xác là số 3. Bekita là người thực hiện quả đá phạt góc bên phía cánh phải cho đội Bekita. Tiếp tục là quả đá biên. Chỉ còn 2 phút nữa thôi thì trận đấu sẽ bước vào phút bù giờ của hiệp 2. And a big chunk of added time here, a minimum of 5 minutes. Cầm tài đã cho bù giờ thêm 3 phút, 5 phút thôi các bạn. Great challenge. Không được. Well, the conditions look pretty good for the counter attack. Chỉ còn 3 phút nữa thôi thì trận đấu này sẽ khép lại. Able defending, but can they keep it out? Rất nguy hiểm. Liên tiếp là những pha cản phá bóng thành công bên phía hậu vệ Ajax Amsterdam. Over it comes. The clearance wasn't decisive. Well, that's how to put in a clean tackle. Chỉ còn 3 giây nữa thôi là trận đấu khép lại. Như vậy là trận đấu giữa hai đội Ajax Amsterdam và đội Bekita đã khép lại với tỷ số chung cuộc là 5-3. Còn thắng thuộc về Ajax Amsterdam. Đây là game FIFA 21 được chơi trên hệ máy PlayStation 5 của dòng bảng giả lập Champions League. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. And the match begins. Well, the defending needed to be a bit more switched on than that. A truly magnificent start. An early goal in the game. Just what they were hoping to produce. What a vital intervention.
He has time to play it over. Oh, big chance! There it is! Two to the good now, and that gives them a buffer. It might be. In it goes! The lead just gets bigger. Surely they can't let this slip now. Really fine finish. And he's made headway. And this time it's in. Fabulous goal. And just look at the celebrations. Aboubakar could pull one back here. But no! What a glorious opportunity squandered to get back into this. Well, you sense that had to go in, don't you? Jajic. It's got to be! Oh, and it goes! Another goal! And I'll tell you what, the impossible is becoming... A real opening now, and still a chance. Oh, can you believe this? Back from the brink, and wild celebrations on the touchline. Chances on. Takes it on. Still could be dangerous. Well, it took a touch on the way through, so a corner here. The referee has dished out a yellow card here. Well, it's not malicious, it's just clumsy. Can he put them in front? Yes is the emphatic answer. And you have to say, it was on the cards. Able to close down the shot. Good defending to prevent the chance.